Thi công nó có ba, bây giờ nói về cái luyện thi công nó có ba công đoạn. Công đoạn ví dụ là bài dịch kinh kinh nha, nó dơ lên giày để xuống nhà. Bây giờ muốn nhanh từ 1 tới 12 liền cho tao có thuộc không? Muốn không nhanh thua đó. Muốn nhanh á, tức làm thiệt nhanh á. Rồi, 2. Nhanh. Thiệt nhanh được không? Bây giờ thiệt chậm được không? Đó, hai cái đó được rồi, bắt đầu dùng ý. Cái quan trọng thi công là dùng ý chứ không 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 phải động tác. Còn cái đầu mình còn nhớ động tác là nó đâu có dùng ý được. Cái gì vậy đó? Cái tay sắp tới tới đâu rồi? Trời ơi, cái đầu mày vậy còn khí cái bố vậy. Còn bây giờ cái tay mà để đây thì mày biết cái tay giống như mình là chiếc xe hơi mình đang chạy nè. Ha. Mình thấy cái trong người là cái xe hơi chạy thì mình thấy mày ngồi trong cái xe hơi. Rồi tới kia mình quẹo, còn tới kia quẹo đâu nữa thì sao còn cái đầu mình đâu còn ngồi xe hơi là mày nhảy ra ngoài xe rồi. Khí nó vậy đó. Ví dụ như bằng tay nè, mình dơ cái bài dịch trên kinh này, ví dụ mình dơ lên nhà. Mình thuộc lọc là cái động tác thì mình thấy máu từ dưới này, ở dưới này dơ lên cái máu nó chạy vô nách. Đúng không? Rồi mình kéo vô là thấy trên tay từ nách nó chạy xuống tay. Mình quên mẹ điểm động tác này thấy máu chạy đâu. Vậy đó. Khi mà quên, biết cái máu rồi thì mà không để tay nữa, tay xuống như thế này là đưa lên như thế cái nhẹ. À, ví dụ mình cái bàn tay mình dơ lên nhìn thấy là hai máu bằng nhau, dơ lên vậy máu nó chạy xuống nách, để ấn vậy xuống nách vô ngực. Mày theo dõi đâu có nhớ động tác nữa. Còn bây giờ cái động tác cũng còn quên tất cả luôn, làm sao cái nghĩ tới cái dòng máu nữa. Giai đoạn 1 là thuộc động tác, giai đoạn 2 quên mẹ động tác cho tao đi, cái máu nó chạy sao, nó nặng nó nhẹ. Khi người dơ lên thì máu chạy xuống đúng không, tay xuống thì máu chạy xuống đầu ngón tay, tay dơ thì máu chạy xuống nách. Cái đầu nó vậy đó, còn giăng cái tay ra là nó chạy hai bên. Nếu mà duỗi xa thì là nó chạy ra cái đầu ngón tay. Mình suy nghĩ vậy thôi, đừng nghĩ động tác nó banh ra. Lúc đó máu đi từ đâu, mình theo máu mà. Khí công là khí và huyết, khí công là luyện huyết công, đừng nghĩ tới khí nữa. Khí là cái từ của ngành khí công rồi. Khi mình tập khí công là huyết công, nhớ nha, luyện máu. Máu mình đang nằm ở đâu? Tao hỏi ví dụ mình tập tao, ví dụ mình đang ngồi, tao hỏi cái máu mày ngồi ở đâu, mày không trả lời tao mày chết. Ví dụ mình đang bây giờ mày là dơ thì máu nằm ở đâu? Không trả lời được là chết, nó nằm dưới nách chứ đâu. Thì thằng dơ máu đâu? Em không biết mẹ, không biết tao cái gì. Cái động tác khí công nó không phải là động tác. Là giống như là cái động tác là như là cái ống nước thôi, cầm ống nước dơ lên xuống cho máu chạy bên trong á. Hiểu vậy mới được. Còn hiểu thành động tác là hư hết. Nó thành thể dục rồi, cuối cùng cơ bắp phồng ra thôi, đẹp lắm, bệnh vẫn còn. Đó là phải thi công. Bây giờ thi công là thấy những cái động tác thi công không có thằng võ thuật nào học được, nó học nó không được cái gì nó. Nhưng mình nguyên tắc mà để mẫu đi để đâu thì nguyên tắc là. Trời ơi, cái đầu mình nhớ dơ lên máu chạy xuống thì ống. Thì gì nữa giờ chị cầm cái ống nước chị dơ lên nước nó chạy xuống dưới, có khỉ gì đâu còn nguyên tắc gì vậy? Thiên nhiên như vậy mà. Giơ tay lên máu trên này chạy xuống thì không quy tắc gì vậy? Giơ ngang thì nó bằng. Giơ lên nó chạy vô, giơ xuống chạy xuống. Nghĩa gì vậy đâu mà khó. Không biết, bây giờ mình coi mà chị cầm cái ống nước, bây giờ lấy cái ống nước chị lấy cái ống cao su đổ nước vô, mày giơ lên thấy chạy xuống. Mày để vậy, mày để vậy đi, mày làm nó chạy văng. Mày làm cái lấy một cái sợi dây như đây ha. Mày thắt là 5 khớp là 1 2 3 4. Ở trong đổ nước một nửa ống nước thôi. Mày làm như bằng tay mày coi thấy nước nó chạy sao mất thì vậy á. Là ra. Đừng có suy nghĩ gì, cái không có khó khăn. Lấy một cái ống nước bằng tay mình có 4 khớp phải không? Làm lấy 4 cái ống nhựa đó, bật trong đổ nước nhưng mà đổ một nửa thôi, mày cắt làm 5. Mày đỡ lại mày để mày quay thấy nước nó xoáy. Nè. Đúng không? Mày quay về thấy máu vậy. Mày dơ lên cái máu này xuống ở trên này giống này. Cái đây nó gặp cái đường ngắt đây. Tại bây giờ nó thắt lại để cho nó biết nó tụ đây. Ở đây muốn qua thì lắc cái nó qua chứ. Ở chiều thành không biết. Nó có 5 cái đường ống nè, cái bàn tay mình, ví dụ bàn tay mình ha. Một ống nè, nè. 2 3 đây 4 5 6. Bây giờ 6 cái ống này ở đây, bữa nay ta lấy cái ống nước ta thắt nơ lại này, thắt nơ lại, thắt nơ. Ta dơ lên cái nước nó đây nó gặp cái khớp. Chỗ này phải mềm nó qua, tức là bị kẹt cái nơ là cái khớp á. Là cái mắt, giống như cái mắt của cái cây trúc, cây tre đó. Tôi nói nó chậm lại liền. Mà phải co lần cá nó mới qua.
để cho nó qua nhà co đó, nó qua hả, bây giờ co giờ nó qua đây, bây giờ co nó qua đây, co vậy qua đây, còn nó không qua để yên không qua đâu. Vậy đó, thành ra cái người mà khỏe đó thì ta đỡ về thấy máu nó vô liền, còn mình bỏ mà không lên tức là mấy cái khối này mình chưa co. Bây giờ mình muốn co, muốn máu vô cái cổ tay nhiều thì co thì nó vô nhiều hơn chắc chắn nè. Còn để vậy vô vậy này, nó kẹt ba cái khớp này nó không có vô được nè, dùng muốn hết cái đầu bàn tay nó vô cổ tay này, tao phải co này nè, thấy không, đây nó ép xuống đây, ép đây, cuốn đây, cuốn đây, nó vô tới lại nè, vậy vô giờ giờ ra nè, một hai bốn ra vậy đâu, nó bình thường như là dương cái cuộn tờ giấy mình cuốn tới cuốn luôn, tất cả tưởng tượng như là một cái ống nước trong đó có nước, mình nước một nửa thôi, cái khí và huyết nó chia làm hai, giống như bình nước nó còn cái không khí trên mà, cái chai nước mà đó nè, cái bình nước thấy nó phi trên có nước không, đây là bình nước mà thấy không, bao giờ trong người mình nó đầy hết này, cái ống nước nó luôn như vậy nè, nó có nước với này khí trên này chứ, ống máu rồi cũng vậy á, mà máu nó nhiều lắm, 80 trong có khí có 20 rồi, tại sao mình thấy nó đặc sệt như này, co lên vậy, bây giờ lấy cái ống này mình nghiêng này nè, nó nghiêng này lên nè, thấy không, thả xuống nè, phía bàn tay mình để vậy nghiêng về là máu chạy lên nè, nè bàn tay nghiêng này máu thì xuống nè, nghiêng kia nó chạy không nè, nghiêng này chạy không nè, thì bàn tay này bốn hướng, thành nó có bốn hướng, bốn hướng máu đi chứ không đi một hướng. Ngước lên vậy nó chạy xuống vậy, nhưng mà giờ thành lật qua này nó chạy qua này, lật qua vậy nó chạy qua này chứ nó không có thể nó lên nó xuống mà nó chạy qua bên này. Cái này nè, nè tao nghiêng rồi nè, nè nè nghiêng, tao nghiêng rồi mà còn lật qua lật lại nữa, tao nghiêng đã nghiêng là nó đã nghiêng rồi mà tao còn lật nghiêng bên phải nó chạy bên phải, có thể cái này qua gan để vậy, tao đã nghiêng rồi mà tao lật qua trái nó qua qua phổi nè, nó máu nó chạy lên nó dâng bên kia, mà nghiêng vậy mà tao nghiêng tới nữa thì nó tăng, nghiêng nghiêng là sao nó chạy lại, cái này là lên tim, còn cái này khí vô thận này, khí xuống thận đấy à, cái này là khí lên tim nè, thấy không, nghiêng phải là khí lên gan nè, nghiêng khí lên thận, ngó cái mặt nước này ra nè, trong người mình thấy có mặt nước không, mày đứng mà không thấy là chết rồi đó, đứng mà hồ. Bây giờ khi đầu tiên khi tập nó gọi là thư giãn tĩnh, tức là đứng mà hồ cho nó lắng làm hai, trong người nó phân làm hai, để tay mình thấy ở dưới này máu nó xuống này chưa, cái đã giờ lên mới xuống chứ mày chưa xuống, mày giờ lên xuống nó chưa xuống, mày để mà hồi thả lỏng hết cho máu nó xuống động tay, cái gì mà cứ nhích nhích từ từ lên thấy máu nó chẳng có nặng xuống đây, theo cái dòng máu tập á thành công liền, có máu đi đâu mà muốn nó, ví dụ đau cho thận mày đứng như vậy là nó ử đó, hay là cái đợt bài bài thận mày muốn buổi mày đang đau á, mày ra mày đứng như này mày nhón chân cong nó lên ngửa con hồi hết đau liền, nó ử ở đây nè, nè cái thận mày giống như cái thận mày giống vậy phải không, đó người, bây giờ người đau thận nè, cái thận nằm đây nè, ta nhón gót lên nè, rồi ta ưỡn lên nè, rồi cong cong cái đầu lại, rồi mày thấy nó cái chỗ này nó bị gãy không, nó gãy ngay chỗ cái thắt lưng này thì máu nó ử đây nè, đứng hoài đứng hèo cái thải hết đau liền, không tin tối này mày đang đau thận mày ra mày đứng dịnh cái ban công mày nhón chân, là đôi khi cái nguyên tắc này là mình đừng có dùng cố ý nha, cái chữa rửa động tác nó đang đang đau, dù đang đi mà thấy nó nhức nhối tối nó đau nhất, mày tưởng tượng mày đứng ngoài cái ban công người xô mày rớt xuống ban công á, thì cái đầu trạng thái đầu tiên là cái bàn chân á nó nhón cái gót lên trước, cái lỗ đít nó nhíu lại liền, cái cơ thể người vậy nó đít nhíu liền, cái lưng nó ưỡn ra liền, ngực nó ưỡn ra liền, cái đầu nó ngửa cổ ngất cái đầu ra, đó là cái động tác khi té á, thì cái động tác đó là khí nó lên thận đó, tại vì sợ là thận, sợ té là thận làm, nó thận là sợ đó, nhát thận là sợ, sợ cái gì là thận hết á, sợ chết, sợ ăn, sợ thiếu tiền, sợ gì cũng là thận thận lo hết, thành ra giờ mình làm cho mày sợ té là cái thận khí trời nó cuốn thận liền, thành ra mình đứng nhúc lên cái xô một cái khí nó vô thận này, thành ra giả tử mày đi bữa nào mà mày hụt chân cái hết đau lắm liền, giật mình cái liền, bây giờ mình đi hỏng chân cái đó, hoặc là đang đứng tao xô xuống xuống ngoài ngoài ban công á, xô cái mày gượng lại cái hết đau thận liền,
Bây giờ tập cái trạng thái đó đó. Mày thử coi, bây giờ mày đang đang ngồi yên, mày đứng lại tao xô mày một cái coi, cái thận mày biến lên, hết đau liền. Cái trạng thái đó gọi là sự sinh tồn, tại thận là gốc sinh tồn của con người. Tất cả người trời sinh ra mình sanh thận trước. Sanh thận trước là để nuôi thận mà nó không muốn chết. Mà hễ muốn chết là nó sống. Mày cho nó chết nó sống, tức mày xô mày xuống cái hố nó sống lại liền, là cái thận hết đau. Cái nguyên tắc nó vậy đó. Thì nào mình đang đau thận mà đứng ngay ban công, đứng chồm chồm đi, thấy sợ té cái mình ưỡng ra, cái mình đứng giữ hai tay đừng cho nó té, ráng giữ hồi hết đau. Thả ra nó xịt vào hồi liền. Làm 30 cái vô ngủ được liền. Tối nay thử cái đó liền, nó bài chữa thận. Cái đó là chữa đột xuất khi nó đau quá, chữa vậy. Xong cái bài đi. Thành ra khi những cái bài đó tới đây ta tập lại mà mới tập theo chứ mày tự tập không được. Thuộc rồi nhưng mà phải thuộc. Nếu mày không thuộc là tao tập cái mày chạy theo nó chết nữa. Thành ra cái người mình tập khí công ban đầu đầu phải thuộc bài đầu tao mới tập được. Còn không thôi là nếu chẳng nhẽ ví dụ mày tập một tháng hết rồi mày có khi mày tập 2 tháng tới 3 tháng tại mày chưa được hộp động tác là mày học theo tao mày thuộc luôn thì mày mất 3 tháng. Còn mày nếu thuộc rồi theo tao luôn thì mày chừng tháng bớt liền. Tại mày thuộc rồi, tao muốn đâu mày nhớ trong đầu luôn, mày chỉ lo cái đường cảm nhận bên trong thôi. Còn bây giờ cái bên ngoài không biết cảm nhận bên trong có đâu. Khí là luyện cảm nhận bên trong, tức là cái tác động của bên ngoài vô bên người mình sao mà. Bởi vì cái bài khí này, cái bài sách ông này, hàng này mới học là khí là cái gì, là sự tác động của con người với thiên nhiên mà. Bây giờ ta thảy vô nước mày phải nín hơi. Nó thảy vô cái phòng nóng thì mày thấy nóng, thảy phòng lạnh thấy lạnh, tức phải rồi xung quanh nó ảnh hưởng tới sức khỏe mày không? Cái rõ ràng rồi. Cái đó là cái gọi là lục khí là ảnh hưởng đến con người. Bây giờ cái sợ chết ảnh hưởng tới nó làm giảm bệnh. Sợ chết xô xuống hố là giảm đau thận. Mà xô bên phải là giảm đau gan, xô bên trái giảm đau phổi, xô phía sau giảm đau tim. Mày đứng nhiều xô ngược ra cái tim nó hợp, nó khiến nó ra đây liền. Xô bên trái nó chạy khiến nó chạy lên gan. Xô bên trái phải nó khiến nó chạy lên thận này liền. Nó sợ cái hơi nó dâng lên nè, nghiêng về cái hơi nó dâng lên nè. Cái hơi lên là nó ép máu đẩy lên. Trong người là những cái hơi đó là mình phải tự, là do thiên nhiên nó tạo sức ép. Bởi vậy tại sao lúc là thủy triều lên á, quận 7 cái nước nó hút dưới nước. Nếu không có sao chứ cống nó trào nước lên. Nó sức hút cho đất á. Mà trăng á, hiện hút, hút lại cái nước nó trào lên. Rồi vậy là nó ai nó không có, nó có mà nó biết trong người mình cũng có chuyện có, trong đó máu mình cũng đang bị mình cái não che mẹ rồi. Bây giờ mình nương theo mình sao lấy? Mình nương theo thiên nhiên mình sẽ thấy mùa thủy triều lên trong người khác, cảm giác khác liền. Mùa nắng nhiều thấy khác liền, trăng nhiều trong người thấy khác, mình phải tập quen hết thiên nhiên thì mới mà chữa được bệnh này, còn không thôi là không chữa được. Tại vì cái sự biến động bên ngoài mình thay đổi bên trong để mình hợp được thì mình mới thuộc được chứ. Bây giờ trời lạnh cũng kệ, trời nóng cũng kệ, trời ẩm cũng kệ đâu có được. Trời ẩm là cái bệnh mà nó đau, mày phải thấy mày né chỗ ẩm ra. Trời nóng thì mày không được chui vô như nóng, nóng không được, mày kiếm chỗ mát mày ngồi chỗ nóng là nó quất thận mày nằm đi. Thành ra bởi vì cái cuộc cái làm ăn nó đi ngược lại cái chuyện bệnh hoạn mình là mình rất là phức tạp. Bây giờ chả lẽ mày đi đâu có máy lạnh nó nguyên xung quanh máy lạnh không thì mày ít đau thận. Ai đem máy lạnh qua ngoài đường cho mình. Mới khổ vậy. Ngày mày đi một công việc 1 tiếng mà đi ngoài đường 2 tiếng mẹ rồi. Mà chết cái thận rồi. Đó, cái thận mà đi ngoài đường 2 tiếng là hơi nóng nó đập vô rồi. Trong khi nó cần mát mát. Trời nắng bây giờ đi làm việc chỗ nào nó khó chịu là làm không vô. Trời nóng quá mình làm việc nó không muốn vô, muốn về mẹ khó, muốn không muốn làm thành công công việc luôn. Nản chí luôn là cái công việc nó hư hết liền, cái thận nó dở vậy. Nó thôi về đi, chị với bà. Còn chị bữa nó học cái gì rồi?